Là một trong 46 tỉnh thành của cả nước có diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ lớn, Lào Cai đặt mục tiêu trở thành tỉnh nông nghiệp hữu cơ trong tương lai gần. Là một trong 46 tỉnh thành của cả nước có diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ lớn, Lào Cai đặt mục tiêu trở thành tỉnh nông nghiệp hữu cơ trong tương lai gần. Có 4 ngành hàng sản xuất nông nghiệp hữu cơ được tỉnh Lào Cai tập trung thực hiện hướng tới đạt tiêu chuẩn hữu cơ quốc gia và quốc tế, gồm cây ăn quả, cây chè, cây quế và cây rau, với tổng diện tích đến năm 2025 đạt trên 18.800 ha, chiếm tối thiểu 1,5% diện tích nhóm đất sản xuất nông nghiệp. Để mục tiêu phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững, tỉnh đặt nhiệm vụ thu hút khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ, góp phần hỗ trợ hình thành và phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững, là nhiệm vụ hàng đầu, triển khai các giải pháp đồng bộ để thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, kết hợp nông nghiệp với du lịch, nông nghiệp sinh thái.